thân mến chào các bạn à, hôm nay peter đi trả đồ amazon à, tiện thể muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề khi các bạn mua hàng ở trên amazon á, thì cũng phải cẩn thận à, peter thì lúc nào mua cũng cẩn thận nhưng mà kỳ này mua hai cái hai cái hộp ở xe đạp đây thì vì lúc mua mình cũng không có nhìn kỹ À, và thấy giá thì cũng cũng đúng rồi mà tại sao à, khi về á peter nhìn lại hai cái hộp và so sánh với cái hộp ở lúc trước peter có thật rất là may là peter cũng vẫn còn giữ lại cái hộp này hiện bây giờ trong cái hộp này là có cái sên cũ cái sên này không cái này sên cũ rồi ha nhưng mà đây là cái hộp à, sên kmc à, x 11 một el mà peter đã mua cách đây một năm năm rưỡi à, peter giữ lại cái hộp và đây là cái hộp hai cái hộp mà peter mua amazon à, nó gửi về thì uh, peter kiểm tra và peter nhận thấy nó hơi hơi lạ lạ nó khác biệt với lại cái hộp hộp thiệt cho nên uh, uh, peter nghi ngờ và peter lên mạng peter tìm hiểu thêm thì đúng là trên mạng có rất là nhiều người cũng nói là à sen KMC bị làm giả rất là nhiều. Thì ngày hôm nay Peter muốn chia sẻ với các bạn là hãy cẩn thận khi mà các bạn mua đồ trên Amazon, tại vì Amazon nó là một cái chợ. Thì trên cái chợ thì lúc nào nó cũng có người bán hàng mà mà xấu thì mình cũng phải cẩn thận khi mua. Thì bây giờ trên tay đây là Peter có hai cái hộp cho các bạn biết luôn cái sự khác biệt. Như các bạn thấy là hai cái màu nó khác nhau cái bên tay trái là cái thiệt, cái bên tay phải là cái giả. Và nếu mà nhìn kỹ soi kỹ á thì cái logo nó cũng khác nhau, cái logo thiệt á nó rất là đẹp. Cái logo giả nó nó xấu hơn. À, những cái chữ mà ở trên cái hộp thiệt á nó nét, nó nét nó đẹp, trong khi cái hộp giả đó nó rất là mờ. Ví dụ như các bạn nhìn ngay cái chỗ mà nó gọi là holo plate nè, đây cái thiệt á, thì các bạn thấy á, nó sẽ rất là nét trong khi cái giả đó nó in rất là mờ cái màu xanh dương của cái thiệt nó cũng đẹp hơn là cái màu xanh dương của cái giả lật sau lại cho các bạn xem những cái tem của cái hộp thiệt á nó nét lắm cái chữ nó đẹp lắm trong khi cái những cái in ấn của cái hộp giả nó đen thui rồi nó mờ lắm đọc nhiều khi thậm chí tới gần đọc cũng không thấy nữa à, uh, Peter đọc từng chữ luôn thì thấy là nó copy y chang từng chữ. Tuy nhiên cái in ấn của nó không đẹp. Và như đằng sau này các bạn nhìn nè, cái logo của cái thật á nó đẹp hơn mà cái logo của cái giả nó không đẹp, nó mờ lắm. Thì cái tem bên này á nó đẹp hơn. Và nó nói là made in taiwan, trong khi á cái tem bên này hoàn toàn là chữ tàu. Đây các bạn thấy đây thì để so sánh hai cái cho các bạn đây là toàn là chiếc tàu và made in china qua video để cái điện thoại của mình cái camera của mình vô cái ô này nè thì nó sẽ hiện lên một cái số điện thoại có nhiều khi nó sẽ hiện lên một cái trang nhà để nó dẫn mình tới cái trang nhà của cái sản phẩm nhưng mà hôm qua Peter để lên thì trong cái hình này nó lên một cái số điện thoại bỏ lên này nó cũng lên cái số điện thoại mà hai cái số điện thoại khác nhau có nghĩa là cái thiệt nó sẽ đưa mình về cái 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 số điện thoại của công ty nếu mình có cái vấn đề gì mình có thể gọi bấm cái đó là gọi thẳng với công ty nhưng mà cái số bên này nó nhìn nó rất là nghi ngờ đây là cái hộp giả đây và đây là cái hộp thiệt như các bạn nhìn sơ liếc sơ qua thì cái hộp giả với cái hộp thiệt à, nó có nhiều cái nó có một số cái 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 khác biệt bên này cũng vậy nè lật ngang á, thì bên này in ấn rất là mờ cái màu sắc nó không đẹp không đúng tuy nhiên tất cả những cái chữ nó copy thì là một phần trăm copy cái chữ giống nhau rồi sau khi mà Peter nhận thấy cái hộp này nó không ổn rồi là Peter không có mở ra luôn Peter vẫn còn để nguyên nó tại vì Peter biết chắc là cái này là hàng giả rồi Peter sẽ đem đi trả thì Peter lại lên Amazon cái, cái 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 trang mà Peter mua đó thì đây là cái trang mà mua mua của cái hàng này đây thì cái hàng này nó bán là 33 đô, thì thật sự Peter thấy cái giá 33 đô này thì cũng là đúng rồi, cũng hợp lý Thông thường cái sen này, cái sen mẫu X11EL này nó bán là khoảng chừng 55 đô Nhưng mà ở đây nó ghi là 33, thì 33 Peter thấy cũng đúng là Tại vì cách đây một năm, năm rưỡi Peter mua cái thiệt nè Cái này là cái thiệt nè, Peter mua cái thiệt này Peter nhớ là cũng khoảng chừng 35-36 đô với cái giá sale thì 35-36 đô là nó hợp lý cho cái xe này. Cho nên lúc mà Peter lên Amazon Peter mua cái này. Tuần vừa rồi Peter thấy cái giá này là hợp lý. Và Peter cũng đã mua ở trên Amazon cái này. Cái này thật sự Peter mua trên Amazon đây. Cho nên mình yên tâm. Thì mình mua luôn. Khi mà về mình mới biết nó là hàng giả. Thì Peter hoành lại cái trang mà Amazon Peter mua. Và Peter nhìn ở bên này. Các bạn để ý khi mà các bạn mua hàng ở trên Amazon. Các bạn nhìn ở bên này. Ok, nó sẽ ghi là ship from Amazon nhưng mà sold by một cái người nào đó thì trong cái trường hợp này á cái tên này là cái tên Trung Đông nè. Thì cái người Trung Đông này là ở Istanbul, Tarik Akhu gì nè. Đó thì kỳ sau á, các bạn mua các bạn để ý, thông thường Peter cũng hay nhìn cái này lắm. Nhưng mà vì cái kỳ này Peter thấy cái sen này good quá mình mua tại vì mình cũng có cái kinh nghiệm mua tốt rồi, cho nên không có lý do gì mà mình phải nghi ngờ. Thì bây giờ hoành lại nhìn lại á thì mới thấy á, là đây là cái tên của cái người bán rồi khi mà peter bấm cái tên này để đi vô coi vô cái trang ở trong để coi coi cái vấn đề gì á thì đúng là đây là cái tên của người bán đây tarik aksu và đã bị comment rất xấu ha chỉ có hai sao thôi không có được uh, khen tốt và ở dưới cái comment cái phần dưới á là cũng có vài cái comment nó ghi là the product effect rồi có nghĩa là cũng đã có người thăng phiền là đây là hàng 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 giả rồi và nếu mà nhìn vô cái chi tiết của cái người bán đây là cái tên của cái người bán đây và cái địa chỉ của cái người bán đây tại vì khi mà mình đăng ký mình bán hàng ở trên amazon là mình phải để cái tên của công ty mình hoặc là cái tên công ty tên cá nhân và mình phải để thông tin địa chỉ thì cái người bán này là người ở istanbul istanbul trung đông đây là địa chỉ luôn. thì đây là những cái uh, thông tin mà Peter lấy ở trên Amazon về cái uh, cái người bán hàng này. thì bây giờ Peter sẽ đi vô trả hai cái món này. thông thường á, tại vì Peter có Prime, Peter trả hàng Amazon á thì, thì thông thường nó, nó nó hoàn tiền lại cho Peter rất là nhanh. nhiều khi lái xe về tới nhà là đã nhận cái email uh, refund tiền rồi. và khi mà Peter vô trong cái um, cái account của peter tại vì peter có prime account ấy, thì thấy đúng là à, nó trả tiền lại luôn rồi thì nhiều khi nó rất là nhanh nhưng mà ngày hôm nay á, vì cái hàng này hàng fake cho nên không biết á, là khi peter trả cái này về nhà thì uh, amazon nó có nó có hoàn tiền lại liền không nếu mà nó không hoàn tiền lại liền á thì peter cũng có giải pháp là tại vì uh, peter hay uh, uh, cũng có một vài lần đi lên uh, customer service á, và mình chat với lại một nhân viên và mình mình thăng phiền về một cái món hàng nào đó thì họ ok họ họ help mình và họ xử lý liền luôn đó cũng là một trong những cái lợi nếu mà các bạn là prime giống như là peter peter là prime thì mình mua hàng amazon á nó có cái lợi là free shipping nó gửi rất là nhanh và khi mình có trục chặt gì mình có sự cố gì mình khiếu nại đó, thì nó amazon nó protect mình nó trả tiền lại cho mình À, ngay à, một cái lạ nữa Peter để ý là nếu mà cái này là hàng giả thì tại sao nó gửi rất là nhanh? Tại vì Peter mua, Peter order xong là khoảng chừng ngày hôm sau, hai ngày hôm sau là cái nó gửi cái này liền luôn. Mà nó gửi cái này liền nhanh như vậy là Peter nghĩ là hàng này nó đã có sẵn ở trong Amazon warehouse hoặc là cái người bán cái này là ở một cái địa chỉ gần gần nhà peter như thế nào đó mà gửi rất là nhanh thì vì nó gửi nhanh như vậy thì peter cũng nghĩ là ơ không có vấn đề gì hết nhưng mà về nhà mình nhìn kỹ lại thì đây là hàng giả lý do peter uh, khẳng định nó là hàng giả nữa là tại vì peter có lên google và mình lên google mình uh, tìm hiểu thêm á thì đúng là ở trên uh, trên mạng uh, rất là nhiều người kể cả công ty KMC nó cũng khuyến cáo là có hàng giả. À, nếu mà các bạn lên Google các bạn đánh lên cái chữ KMC Bicycle Chain á, thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều cái cái post về hàng giả. À nó hàng, nó giả nhiều cái cái X uh, X10 nha, tại vì tại vì nhiều người đạp cái cái X10 à uh, X11 nó cũng có nhưng mà X10 nhiều hơn. Tuy nhiên uh, có rất là nhiều hàng giả KMC và hàng thiệt á, thì nó làm ở bên uh, Made in Taiwan hàng giả là Made in China hàng thiệt á nó in ấn đẹp hơn hàng giả nó in ấn xấu hơn nó copy mà à, hàng thiệt á, là nó ghi uh, nó ghi uh, Made in Taiwan rõ ràng luôn và và ở trên ở trên mạng công ty KMC nó cũng khẳng định là nó làm ở bên Taiwan bây giờ Peter sẽ đi vô trả và lái xe về nhà và đợi một hai tiếng coi coi là nó có hoàn tiền lại không à, rồi Peter tiếp tục và chia sẻ cái video này cho các bạn à, sau uh, hai ba tiếng thì Peter đã được uh, Amazon nó hoàn tiền lại cho hai cái uh, sên giả này thì uh, coi như là mọi việc tốt đẹp tại vì Peter có Prime cho nên uh, Amazon nó làm việc cũng rất là tốt và nó muốn protect những người mà có Prime khi mà mình uh, mua đồ của Amazon thì cũng phải cẩn thận tại vì ở trên amazon à, nó không có lọc nó không có lựa được hết tất cả những người à, bán hàng thì trong đó cũng sẽ có người bán hàng à, gian dối lừa bịp Ok ha rồi thân mến cho các bạn hẹn các bạn trong cái video sau